Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, từ năm 2012 đến năm 2014, số người tử vong vì tai nạn giao thông đều giảm ở cả 3 tiêu chí. Riêng năm 2014, số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 9.000 người. Tuy nhiên, theo số liệu của ngành y tế thì mỗi năm cả nước có khoảng 1.900 trẻ em bị tử vong vì tai nạn giao thông, trong đó gần 50% ca bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 với chủ đề Trẻ em và an toàn giao thông, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động triển khai và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Giờ tan học ở một điểm trường trên địa bàn huyện Đức Trọng, hầu hết phụ huynh khi đến đưa đón đã trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm cho con em mình. Điều đó cho thấy quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em dưới 6 tuổi trở lên khi ngồi sau xe gắn máy, người đi xe đạp điện đã có hiệu lực thi hành và ý thức của người dân đã được nâng cao hơn khi chở trẻ em tham gia giao thông trên đường. Để triển khai có hiệu quả tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 với chủ đề Trẻ em với an toàn giao thông, các địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi với nhiều nội dung phong phú và thiết thực thông qua hệ thống băng rôn, pano tuyên truyền. Nhà trường cũng đã có một cái kênh thông tin đến cho phụ huynh rất là tốt, đó là về cái hệ thống nhắn tin qua cái hệ thống cái VNPT School đó. Thì ở đây là giáo viên chủ nhiệm cũng đã làm rất là tốt cái việc này. Vì thế là toàn thể phụ huynh đã được nắm thông tin rõ ràng khi đến đưa con em đến trường là phải đội mũ bảo hiểm cho các em. Ở trên trường các cô dặn phải đội mũ bảo hiểm để an toàn tính mạng cho con. Khi bố mẹ chở con đi học và chở về, con tự đội mũ bảo hiểm. Con thấy đội mũ bảo hiểm rất là an toàn cho bản thân mình. Ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với phụ huynh học sinh khi đưa trẻ đến trường phải đội mũ bảo hiểm, nhiều trường học ở các địa phương đã thiết kế khu vực để mũ bảo hiểm riêng cho học sinh. Đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức đối với học sinh và phụ huynh trong việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Cũng thông qua đó, ngoài công tác tuần tra xử lý vi phạm trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trong tỉnh đã đến các khu dân cư, các trường học tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh khi đưa con em đến trường và lưu thông trên đường nên đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Những yếu tố trên phần nào đã có tác động và nâng cao ý thức chấp hành đối với người tham gia giao thông và học sinh trong toàn tỉnh. Con của tôi này cũng là học cấp 1, giờ đã đội mũ bảo hiểm rồi, do cái này là chủ trương của nhà nước. Gia đình tôi là luôn luôn chấp hành đúng luật lệ giao thông và khi bước ra đường luôn luôn là nhắc nhở con cái đều là đội mũ bảo hiểm. Tôi cũng ý thức được là đội mũ bảo hiểm là để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em chúng ta. Nên tôi cũng hôm nay thì cũng dẫn hai cháu đi mua mũ cho cháu để đảm bảo trước hết là an toàn cho con của tôi và thực hiện đúng theo cái quy định của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan nêu trên, vẫn còn không ít phụ huynh hoặc chưa nắm rõ quy định hoặc lơ là với sự an toàn của con trẻ, dẫn đến việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ chưa được thực hiện nghiêm túc. Để giải quyết thực trạng này, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Ban An toàn giao thông các địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan là hết sức quan trọng để nhân dân thấy và hiểu rõ tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm đối với con em mình khi tham gia giao thông. Biện pháp lâu dài là công tác xác định là công tác tuyên truyền giáo dục để làm sao phụ huynh và học sinh là nhận thức được cái vấn đề này, và quan trọng nhất là cái tính mạng của con em mình khi tham gia giao thông. Thì cái việc này chúng tôi xác định là cái vấn đề tuyên truyền là chúng tôi phải thường xuyên tăng cường, và đồng thời cũng là công tác kiểm tra xử lý là phải đi đôi với nhau để làm sao mà nó đảm bảo là tính lâu dài bền vững, và mục đích cuối cùng vẫn là đảm bảo được cái an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi xác định vấn đề này cũng tiếp tục triển khai, và chúng tôi cũng xác định là nhiệm vụ là tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng. Song song đó thì công tác tuần tra xử lý cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng để từng bước chấn chỉnh lại công tác cái quy định về bắt buộc đội mũ cho em trên 6 tuổi. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp
ý thức chấp hành luật lệ giao thông nói riêng, chấp hành pháp luật nói chung ở các em. Tuy nhiên, để làm được điều này, vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh phải luôn làm gương cho trẻ trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Với thông điệp đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ, hãy bảo vệ trẻ em trước hiểm họa của tai nạn giao thông. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 do Liên Hợp Quốc kêu gọi, mỗi người lớn, mỗi bậc cha mẹ, phụ huynh hãy nâng cao nhận thức bảo vệ con em mình. Hãy đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện để bảo vệ tương lai cho chính con em mình. Xin đừng để xảy ra hậu quả đau lòng rồi mới hối tiếc.